Thảo Vy và bản tin Thế giới 24 giờ của kênh The Saigon Post xin kính chào quý vị khán giả. Thay mặt ban biên tập, kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe và bình an. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ làm mọi cách khiến ông chủ tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin biến mất sau âm mưu binh biến cuối tuần qua. Theo cựu điệp viên KGB Sergei Zhirinov, Newsweek đưa tin, ông Zhirinov nói với nhật báo La Vanguardia của Tây Ban Nha rằng ông cảm thấy sau cuộc binh biến ngắn ngủi, dường như ông Prigozhin nổi lên như một người chiến thắng. Ông nói doanh nhân người Nga có khả năng đánh bại ông Putin nếu ông ta ra tranh cử tổng thống. Sinh năm 1961 tại Moscow, ông Zhirinov cho biết ông gặp ông Putin vào năm 1980, sau đó họ học cùng nhau tại Học viện Andropov. Ông Zhirinov là cựu chỉ huy của KGB, cơ quan an ninh của Liên Xô từ năm 1954 đến tháng 12 năm 1991. Ông sống ở Pháp từ năm 2001. Theo ông Zhirinov, hình ảnh ông Putin sau khi cuộc binh biến là một kẻ thất bại. Putin với tư cách là tổng thống và là đại diện của bộ máy nhà nước bởi vì nhà nước Nga đã thua. Nhận xét về những tham vọng chính trị tiềm tàng trong tương lai của ông Prigozhin, ông Zhirinov mô tả ông Prigozhin là một người theo chủ nghĩa dân túy và là Donald Trump của Nga. Ông Zhirinov nói, ông ta là một người to mồm, sử dụng ngôn ngữ rất hoa mỹ và trực tiếp giải thích sự thật. Khi Prigozhin chỉ trích điều gì đó về Nga, hầu hết là ông ấy nói đúng. Ông ấy không nói dối về thực tế, vì ông ấy nói sự thật nên ông ấy được người Nga đánh giá cao. Cựu điệp viên KGB cho biết, ông ấy ở trong cùng khu vực bầu cử với ông Putin. Chính những người bỏ phiếu cho ông Putin có thể bỏ phiếu cho ông Prigozhin. Và những người cực hữu, những người theo chủ nghĩa dân tộc Nga đang chỉ trích ông Putin ngày nay, họ hài lòng với ông Prigozhin. Ông ấy có cơ hội tốt hơn ông Putin để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Ông nói, nếu các cuộc bầu cử được tổ chức vào năm tới và ông Prigozhin tranh cử với ông Putin, ông Prigozhin sẽ thắng. Ông Zhirinov cho biết Tổng thống Nga đang sợ ông Prigozhin và hiểu rằng ông ta đang ngày càng được lòng công chúng Nga. Giờ đây, ông Prigozhin là kẻ thù nguy hiểm nhất của ông Putin và ông Putin sẽ làm mọi cách để khiến nhà tài phiệt Nga biến mất, ông Zhirinov nói. Anton Gerashchenko, cố vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine cho biết, ông tin rằng Tổng thống Nga sẽ không tha thứ cho ông Prigozhin vì tội phản quốc và vì đã thể hiện sự yếu kém của chế độ của ông. Tôi nghĩ ông ấy sẽ làm bất cứ điều gì để vô hiệu hóa Prigozhin. Lựa chọn tốt nhất cho ông Putin là loại bỏ ông ấy, chứ không phải bắt giữ hoặc trục xuất Prigozhin. Ông viết trên Twitter hôm thứ Hai, ông ta có thể được giải thoát khỏi nhà tù bởi những người lính đánh thuê của mình và trở về sau cuộc sống lưu vong với quyền lực và sự thù hận tích lũy và tận dụng những thất bại thậm chí còn lớn hơn của ông Putin và các tướng lĩnh của ông ta. Vladimir Nemko, một chuyên gia về quá trình chuyển đổi hậu cộng sản ở Đông Âu và Liên Xô cũ, tại Đại học Oxford ở Vương quốc Anh, nói ông tin rằng ông Prigozhin đã làm việc quá mức và rằng cuộc sống của ông sẽ đột ngột thay đổi hay vô tình kết thúc sớm. Tôi đánh cược vào việc ông Prigozhin được tìm thấy đã chết trong một vụ tự sát do nhà nước Nga dàn dựng, với khẩu súng lục trên tay và một lá thư tuyệt mệnh lố bịch, ông nói. Prigozhin sẽ bị điều tra sau khi được trả 2 tỷ đô la trong năm qua. Tổng thống Nga Putin cho biết hôm 27 tháng 6 tuyên bố rằng các khoản tài chính của công ty cung cấp thực phẩm của thủ lĩnh lính đánh thuê Wagner, Yevgeny Prigozhin, sẽ được điều tra sau cuộc nổi loạn của ông, nói rằng Wagner và người sáng lập đã nhận được gần 2 tỷ đô la từ Nga trong năm qua. Putin ban đầu thề sẽ dập tắt cuộc binh biến, so sánh nó với tình trạng hỗn loạn thời chiến dẫn đến các cuộc cách mạng năm 1917 và sau đó là nội chiến. Nhưng vài giờ sau, một thỏa thuận đã được ký kết để cho phép Prigozhin và một số chiến binh của ông ta đến Belarus. Nói chuyện với các binh sĩ thuộc quân đội Nga tại một cuộc họp ở Điện Kremlin, ông Putin cho biết ông luôn tôn trọng các chiến binh của Wagner, nhưng thực tế là nhóm này đã được tài trợ hoàn toàn từ ngân sách nhà nước. Ông cho biết họ đã nhận được 86 tỷ rúp, tương đương 1 tỷ USD từ Bộ Quốc phòng trong khoảng thời gian từ tháng 5 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023. Ngoài ra, công ty cung cấp thực phẩm Concord của Prigozhin đã kiếm được 80 tỷ rúp, tương đương gần 1 tỷ USD từ các hợp đồng nhà nước cung cấp thực phẩm cho quân đội Nga. Ông Putin cho biết, tôi thực sự hy vọng rằng như một phần của công việc này, không ai lấy cắp bất cứ thứ gì và có thể nói là ăn cắp ít hơn. Nhưng tất nhiên chúng tôi sẽ điều tra tất cả những điều này. Prigozhin, người mà Putin không đề cập đến tên, không thể liên lạc được để đưa ra bình luận ngay lập tức về nhận xét của Putin.
Đầu năm nay, Prigozhin nói rằng ông ta luôn tài trợ cho Wagner, nhưng đã tìm kiếm nguồn tài trợ bổ sung sau khi chiến tranh bắt đầu ở Ukraine. Hôm 26 tháng 6, ông Prigozhin tuyên bố mình không cố gắng lật đổ nhà nước Nga và ông vẫn là một người yêu nước, đang tính sổ với Bộ Quốc phòng về chuyện cũ. Đại sứ Trung Quốc tại Liên minh châu Âu Phó Thông tuyên bố rằng ông không loại trừ sự ủng hộ của Bắc Kinh đối với mong muốn của Ukraine đạt được các đường biên giới năm 1991 và khôi phục hoàn toàn sự toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Ông đã nói về điều này trong một cuộc phỏng vấn, theo Al Jazeera đưa tin. Đại diện của Trung Quốc được hỏi rằng Ukraine đang tìm cách lấy lại lãnh thổ của mình và liệu Bắc Kinh có ủng hộ điều này hay không. Ông trả lời, tôi không thấy có lý do gì, tại sao lại không? Chúng tôi tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia. Do đó, khi Trung Quốc thiết lập quan hệ với Liên Xô cũ, chúng tôi đã thống nhất như thế. Nhưng, như tôi đã nói, đây là những vấn đề lịch sử cần được Nga và Ukraine thảo luận và giải quyết. Và đây là những gì mà chúng tôi ủng hộ, Phó Thông nói. Ấn phẩm lưu ý rằng Phó Thông không phải lần đầu lên tiếng ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Vào tháng 4, trong một cuộc phỏng vấn với The New York Times, ông nói rằng Bắc Kinh sẽ không công nhận những nỗ lực của Moscow nhằm sáp nhập các lãnh thổ Ukraine, bao gồm Crimea và Donbass. Kể từ khi Ukraine giành được độc lập từ Liên Xô vào năm 1991, Nga đã sáp nhập Crimea vào năm 2014 và ủng hộ các cuộc nổi dậy của phe ly khai ở các vùng của Luhansk và Donetsk thuộc vùng Donbass ở miền đông Ukraine. Mặc dù Nga đã tuyên bố chủ quyền đối với bán đảo và mở rộng sự chiếm đóng ở Donbass, nhưng các cường quốc phương Tây không công nhận các động thái của Moscow. Các quan chức Trung Quốc khác thường kiềm chế không trả lời trực tiếp các câu hỏi về sự gây hấn của Nga đối với Ukraine. Tuy nhiên, đại sứ Trung Quốc tại EU cho biết Bắc Kinh có quan điểm rõ ràng về cuộc chiến ở Ukraine. Chúng tôi ủng hộ hòa bình và chúng tôi cho rằng điều quan trọng là đạt được hòa bình càng nhanh càng tốt bằng cách giải quyết những khác biệt trên bàn đàm phán, Phó Thông nói. Xin nhắc lại, trước đó có thông tin cho rằng, người phát ngôn của Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Peter Stano nói rằng chính quyền Trung Quốc đang kiểm soát nhà độc tài Nga Vladimir Putin. Ngoài ra, trước đây chúng tôi đã đưa tin rằng Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình với Nga nhiều hơn để thay đổi cục diện cuộc chiến ở Ukraine. Phẫn nộ ở Pháp sau vụ cảnh sát bắn chết thanh niên 17 tuổi ở ngoại ô Paris. Các cuộc đụng độ đã nổ ra giữa người biểu tình và cảnh sát sau sự phẫn nộ của công chúng về cái chết của một thanh niên 17 tuổi ở ngoại ô Nanterre của Paris, sau khi thanh niên bị cáo buộc không tuân thủ lệnh dừng xe của cảnh sát. Các công tố viên cho biết thiếu niên đang lái một chiếc ô tô thuê ở ngoại ô phía tây Paris vào sáng sớm thứ ba thì bị cảnh sát chặn lại vì vi phạm một số quy tắc đường bộ. Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội được hãng thông tấn Pháp AFP xác thực cho thấy hai sĩ quan cảnh sát đang cố gắng chặn phương tiện, trong đó một người chĩa vũ khí vào người lái xe qua cửa sổ và bắn ở cự ly gần khi thanh niên dường như vẫn tiếp tục lái xe. Chiếc xe di chuyển vài chục mét trước khi gặp nạn. Các dịch vụ khẩn cấp đã cố gắng hồi sức cho cậu thiếu niên tại hiện trường, nhưng cậu đã chết ngay sau đó. Cư dân địa phương đã tổ chức một cuộc biểu tình bên ngoài trụ sở cảnh sát. Căng thẳng tăng vọt sau đó vào thứ ba giữa cảnh sát và người biểu tình, những người đã phóng hỏa, đốt xe, phá hủy các trạm xe buýt và ném pháo về phía cảnh sát. Cảnh sát đáp trả bằng hơi cay và lựu đạn gây choáng, theo các video được phát trên phương tiện truyền thông địa phương. 9 người đã bị bắt trong các cuộc đối đầu, nhà chức trách cho biết. Văn phòng công tố viên Nanterre cho biết, cảnh sát bị cáo buộc nổ súng vào tài xế đã bị bắt với cáo buộc giết người. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin nói với Quốc hội rằng hai sĩ quan cảnh sát liên quan đang bị thẩm vấn và thừa nhận rằng những hành động được đăng trên mạng xã hội là cực kỳ gây sốc. Trong một tuyên bố, các luật sư đã bác bỏ tuyên bố được báo cáo của cảnh sát rằng tính mạng của các sĩ quan đang gặp nguy hiểm vì người lái xe đã đe dọa sẽ cán qua họ. Sau kỷ lục 13 người chết vì cảnh sát nổ súng ở Pháp khi dừng giao thông năm ngoái, đây là vụ bắn chết người thứ hai trong năm 2023. Ba người đã thiệt mạng do cảnh sát bắn sau khi từ chối tuân thủ lệnh dừng giao thông vào năm 2021 và hai người vào năm 2020. Một thống kê của hãng tin Reuters về các vụ xả súng chết người vào năm 2021 và 2022 cho thấy phần lớn nạn nhân của các vụ cảnh sát bắn là người da đen hoặc người gốc Ả Rập.
Và sau đây là một số tin vắn chiến sự. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán nói rằng Ukraine được cho là sẽ không thể đánh bại nhà nước xâm lược Nga và bản thân ông không coi nhà độc tài Điện Kremlin Vladimir Putin là tội phạm chiến tranh. Orbán đã nói điều này trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Bild của Đức hôm 27 tháng 6. Orbán coi việc cung cấp vũ khí cho Ukraine là sai lầm, không tin vào chiến thắng của quân đội Ukraine và không cho rằng sự sụp đổ sắp xảy ra của nhà độc tài Kremlin Putin. Bất chấp những thành công ban đầu trong cuộc phản công của Ukraine, Thủ tướng Hungary vẫn cho rằng việc nước này giành chiến thắng quân sự trước Nga là không thể, bởi theo ông, người Ukraine sẽ hết binh lính sớm hơn người Nga. Orbán nhấn mạnh rằng ông ấy quan tâm đến việc bảo tồn Ukraine. Ông ấy thấy khả năng duy nhất cho điều này là người Mỹ bắt đầu đàm phán với người Nga và ký kết một thỏa thuận về cấu trúc an ninh và tìm một vị trí cho Ukraine trong cấu trúc an ninh này. Ông cũng phủ nhận Ukraine có quyền quyết định tiến trình chiến tranh. Ukraine không còn là một quốc gia có chủ quyền, họ không có tiền, không có vũ khí, họ chỉ có thể chiến đấu vì chúng tôi ở phương Tây ủng hộ họ. Phương Tây cũng có quyền cung cấp vũ khí và tiền bạc, hoặc không. Ấn phẩm trích lời Orbán. Ngoài ra, Thủ tướng Hungary nói rằng Putin chắc chắn sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024, bởi vì ông được cho là có quyền lực mạnh mẽ và ông cực kỳ nổi tiếng với người Nga, những người ủng hộ ông trong mọi việc. Khi Orbán được hỏi liệu Putin có phải là tội phạm chiến tranh đối với ông không, ông nói, không, đối với tôi thì không. Ngoài ra, Orbán một lần nữa kêu gọi ngừng bắn và đàm phán, chỉ khi đó mới có thể phát triển một số bảo đảm về an ninh hoặc hòa bình. Hơn 80% cư dân Ukraine sẵn sàng chịu đựng khó khăn từ vài tháng đến vài năm để đánh bại kẻ thù xâm lược. Đa số người Ukraine, 58%, sẵn sàng trải qua khó khăn để giành chiến thắng trong cuộc chiến với Nga thêm vài năm nữa. 23% số người khác sẵn sàng chịu đựng từ vài tháng đến một năm, chỉ có 11% không sẵn sàng chịu đựng khó khăn. Điều này được Giám đốc nhóm xã hội học Rating Antipovic cho biết trong buổi trình bày nghiên cứu về quan điểm của người Ukraine về chiến tranh và hậu chiến. Nghiên cứu được thực hiện bởi nhóm xã hội học Rating, thực hiện trong thời gian từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 6. Để làm điều này, họ đã phỏng vấn qua điện thoại những người dân Ukraine từ 18 tuổi trở lên trên toàn lãnh thổ, ngoại trừ Crimea và Donbass, tạm thời bị chiếm đóng. Các nhà xã hội học đã phỏng vấn 1.200 người trả lời. Như chúng tôi đã đưa tin trước đây, theo kết quả của cuộc khảo sát, phần lớn tuyệt đối người Ukraine 90% phản đối việc hợp tác và tương tác với công dân Liên bang Nga. Như vừa đề cập ở trên, xét về quy mô quân đội hay vũ khí và trang thiết bị, Ukraine đều lép vế hơn nhiều so với Nga. Nhưng có một thứ mà Nga có bắn hỏa tiễn siêu vượt âm cũng không thể đuổi kịp Ukraine, đó là sự đoàn kết và ý chí. Do đó, trong 3 tuần đầu của cuộc phản công mùa hè này, lực lượng phòng vệ Ukraine đã giải phóng nhiều lãnh thổ hơn so với tổng số lãnh thổ quân đội Nga đã kiểm soát được trong cuộc tấn công mùa đông. Điều này được tuyên bố bởi Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace. Theo Bộ trưởng Anh, Ukraine đã chiếm lại khoảng 300 km2 lãnh thổ của mình trước sự chiếm đóng của Nga. Phát biểu trước Quốc hội Anh, ông nói, đó là vùng lãnh thổ nhiều hơn cả diện tích mà Nga đã chiếm giữ trong cả cuộc tấn công mùa đông của họ. Bộ trưởng Wallace cũng nhấn mạnh rằng các lực lượng Ukraine tiếp tục đạt được tiến bộ dần dần, nhưng ổn định, tiến hành các hoạt động tấn công trên ba mặt trận chính ở phía đông và phía nam. Các quan chức tình báo Anh cũng cho biết Ukraine đã lần đầu tiên giải phóng vùng lãnh thổ nằm dưới sự kiểm soát của Nga kể từ năm 2014. Đó là mảnh đất nhỏ nằm ở khu vực gần Krasnohorivka, cách thành phố Donetsk khoảng 10 dặm về phía tây nam. Quân đội Ukraine được cho là đã giải phóng vùng đất này vào tuần trước, nhưng tin tức về chiến thắng đã được giữ bí mật cho đến nay vì lý do chiến thuật. Lực lượng nhảy dù Ukraine đã đạt được những tiến bộ nhỏ về phía đông từ làng Krasnohorivka gần thành phố Donetsk, nằm trên đường kiểm soát cũ. Bộ Quốc phòng Anh cho biết hôm thứ Ba trong bản cập nhật tình báo hàng ngày. Người phát ngôn của quân đội Ukraine cho biết vùng đất này đã được tái chiếm trong một cuộc tấn công được chuẩn bị kỹ lưỡng. Cuộc tấn công có sự hỗ trợ từ pháo binh và thiết bị hạng nặng. Họ cũng đã rà soát một số khu vực bom mìn. Valery Shechen, phát ngôn viên của lực lượng phòng vệ Tavria cho biết. Kính thưa quý vị, và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị đã lựa chọn The Second Post là nơi để cập nhật tin tức nhanh chóng và chân thực. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Thảo Vy xin kính chào và hẹn gặp lại.